sao, xin mời bạn B, xin mời Quý Do và bạn C, Connor. Hey Color, đến đây Color sẽ phải ngừng cười và nước mắt thì sắp rơi. Như thằng trẻ con đang nghịch vẽ, cho màu vương vãi khắp nơi. Mà người yêu ông cũng hay giận nhỉ. Mua sai vị pizza giận, không biết gảy guitar giận, suốt ngày hát ý à giận, riêng chỉ thua quý ra không giận. Cho cả team C đi về hết, đó là trắng cả tay. Yeah. Ok, nhìn ông cũng đẹp trai đó, nhưng so với tôi thì chỉ 9-10. Ai nói tôi biết giận không? Giận tím người. Oh. Yeah. Ok, chắc ông muốn lấy 15 triệu. Ok, bước qua đây, tiền đó thì còn đây. Nhưng ông quên nhớ một điều rằng muối Tây Ninh ngoài mặn mà còn cay. Oh. Ok, dòng mè ở bản cuối, hơi đuối à ngang. Ông thì cũng đỉnh đó, nhưng ông chỉ gáp với đất thôi. Ở Tây Ninh tôi gáp với đỉnh núi Bà Đen. Mình và Color sẽ cùng nhau làm được hết sức cái phần trình diễn này để đây sẽ là cái cặp đầu hay nhất. Đừng theo anh nữa em ơi em mà, oan đau lòng mẹ cha. Vì sớm hay muộn rồi thì anh cũng sẽ đi. Bước đến vòng này thì em đã có ý tưởng từ trước, sau đó thì em mới chọn sample phù hợp. Cái việc triển khai cái ý tưởng của em nó cũng khá là khó khăn, tại vì là kể lại câu chuyện của người khác thôi chứ cũng không phải là câu chuyện của em. Cái nội dung mà em đưa ra nó chưa rõ ràng. Vâng. Ở cái verse 1 nó nghe nó cứ bị trôi tuột đi, nó không để lại được cái gì nhiều. Em là một thí sinh, thật ra anh thấy là rất là sáng. Em có ngoại hình, em có giọng hát, em có thể vừa rap vừa hát. Sau 3 vòng vừa rồi thì anh thấy là em cũng khá là hời hợt. Nhưng mà vòng này thì mình không thể tiếp tục mình thể hiện như vậy được, mà mình cần phải cố gắng rất là nhiều hơn. Tại vì ở vòng này là cái vòng mà có thể nói là quyết định then chốt. Cái bài này thì em phải sửa khá là nhiều đấy. Cái cách viết của bạn ấy đang bị trôi theo cái beat, và bạn đang ép flow. Tức là thay vì là em đang phải viết làm sao để cho nó theo vần, theo flow này, thì em lại quên đi mất cái là đầu tiên em phải chọn ra được một vài những cái key, một vài cái chủ đề ở trong ví dụ một cái verse để em chỉ cần nhấn vào một vài những cái từ, em phải tìm ra được những cái từ, cái câu hay trước đã. Bài lần này thì em viết em hơi bị chú trọng vào flow với cả tiết tấu quá. Đấy. Cái nội dung nó quan trọng chứ. Ngay từ đầu mình phải tính rằng là cái đoạn verse này, cái điểm nhấn của cái verse này nó là cái câu gì, nó là cái chữ gì, mình phải tìm ra được cái đó đã. Lúc đầu thì khi mà triển khai lyric cũng như là ý tưởng thì em cũng khá bị gượng ép. Khi được nghe những lời góp ý rất nghiêm khắc đó thì em cảm thấy nó cực kỳ là cần thiết cho em lúc này, tại vì là cái thời gian chuẩn bị bài rất là gấp nên là có những vấn đề em chưa nhìn ra được thì các anh đã giúp em nhìn ra được những cái mà em còn thiếu sót. Hơi áp lực một chút nhưng mà em tin là em sẽ làm được tốt thôi. Trong quá trình mình chọn sample thì cũng khá là khó khăn vì lúc đó mình hơi bị bí. Mình không biết tìm sample thế nào để hợp với cái chất nhạc của mình. Cũng như mình nhớ ra cái bài Vợ Người Ta của anh Phan Bình Quỳnh. Ở đó mình cũng khá thích bài này. Nó cũng có cái tính vui nhộn nên mình nghĩ nó sẽ hợp với mình và quyết định mình chọn cái sample đó. Em chọn chủ đề này, thứ nhất là em thấy cái chủ đề này nó hợp với em. Thứ hai là em muốn làm một concept từ vòng 1 tới vòng bây giờ như là một câu chuyện. Như vòng 1 thì người yêu em giận, em năn nỉ. Vòng 2 thì em qua nhà của người yêu nói chuyện với ba người yêu. Thì cũng có bạn có vấn đề là sẽ có nhậu uống rượu với ba người yêu. Thì thường ở dưới quê em thì người ta có kiểu như phải nhậu qua ba em rồi ba em mới vào gã kiểu vậy. Nhậu lại mà mất người yêu, bây giờ bị người khác cướp mất. Em nghĩ em muốn làm cái concept nó sẽ như vậy. Thực ra đối với Sáng thì bọn anh cũng không phải góp ý nhiều, không phải sửa nhiều, bởi vì em cũng có một cái suy nghĩ nó cũng đã liền mạch và thống nhất rồi. Cái gu nhạc thì nó cũng rõ ràng rồi. Anh thì anh chỉ góp ý một câu, đã ông làm thôi, đã ông chơi thôi, chơi tới bến. Đã ông diễn thôi, diễn nghịch phá tới luôn. Đấy, thì như vừa nãy em là đang làm là anh cũng thấy có cái hình bóng đấy, nhưng mà khi lên sân khấu em phải làm quá lên. Sáng thì mình yên tâm về độ hài hước rồi. Nhưng mà vòng vừa rồi là vẫn chưa được hài lắm. Chưa funny lắm. Nhưng mà vòng này thì cảm giác anh thấy có vẻ là có một vài những cái điểm mới hơn ấy. Thôi cố gắng. Bài hát của em phải sửa cũng khá là nhiều khi mà vòng thi cũng đến rất là gần rồi.
thì em cũng thấy hơi hơi áp lực một chút. Và sau đó thì dần dần em bắt đầu hiểu được chiều sâu của cái ý tưởng này và đã hoàn thành bài hát. Trong quá trình mình làm bài thì cũng khá là khó khăn vì mình đã thay đổi rất là nhiều lần beat. Lúc đầu mình tính chơi một cái màu gì đó rất là bình thường của mình. Nhưng mình muốn thay đổi, lần này mình muốn thay đổi màu sắc một tí. Cái phần trình diễn của em anh thấy nó hơi bị đơn điệu quá ấy. Yeah. Mình có thể dùng những cái vật dụng khác, hoặc em có thích đứng ở trên kia biểu diễn xong mình bắt đầu chạy xuống đây không? Dạ được anh. Và mình quẩy. Dạ. Đây là một lượt chơi ra cũng khá khắc nghiệt. Mỗi một thí sinh sẽ đều phải tự cứu lấy bản thân mình, phải tự cố gắng để mà chiến đấu hết mình thôi. Chỉ chứ không thì sẽ bị bỏ lại bất cứ lúc nào. Tự mình cũng cảm thấy mình biết mình ở đâu và mình đang là ai. Nhưng mình sẽ cố gắng khẳng định bản thân mình. Ra vòng này lột xác ấy. Đừng theo anh nữa em ơi em à, đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng yêu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm mai một rồi thì anh cũng sẽ đi. Để anh nói cho cưng nghe một bí mật động trời, hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước khi tay Trần Dũng rời. Anh lâu nay vốn là hoa đã có chủ, được thổ lộ ra điều đó ôi mất nhiều đêm khó ngủ. Thì cho nên để tránh bị họ dèm pha, cho cưng xem cái kim trong bọc trước khi nó bị lòi ra. Cưng đừng cố níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm mai muộn mình sẽ thành vợ người ta. Anh và người ấy rất không thể nào tách rời, cưng không nên tự trách lấy, mình cũng không nên trách trời. Anh biết là cưng thấy sốc nhưng mà hết cách rồi, ai bảo cưng cứ đòi lấy. Anh đúng là phí quá trời, phí quá trời luôn á. Cùng lắm sao nên cho cưng là phù dâu, khán đài hội chứng cưới anh cưng thích được ngồi ở đâu. Sao lại quất vào mặt của anh sau khi toàn tính ngồi lâu là bản thân mình còn xem xét chứ làm cho anh á còn lâu. Đừng theo anh nữa em ơi em à, đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng yêu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm mai một rồi thì anh cũng sẽ đi. Đừng theo anh nữa em ơi em à, đừng vì thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng yêu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm mai một rồi thì anh cũng sẽ đi. Anh như cưng thôi đam mê chăm da, để mê soi gương sao xinh ghê ta. Bơm thêm vitamin C, D, E, A, cưng cho anh xin linh mua lens luôn nha. Ê tụi mình đẹp đông đều chuẩn lớn, không tì vết, yeah yeah, quan trọng là đẹp hơn. Ai mình ghét nhận sắc mấy quả vệ tinh toàn là tôm và tép. Bên mong vào anh hay người thương của anh là không được phép. No no no, cưng thì nên quen dần. Anh có đủ yếu tố một anh người yêu mà cưng cần. Thiếu người không cần phô mà anh toàn âm thầm. Nhưng mà nếu cả anh trở lại á thì cưng lại hơi nhầm. Cưng ơi cưng à, cưng nói với anh rằng cưng bị đau lưng à. Ôi cái mắt cá chân của cưng còn đang bị sưng à. Chế ngồi ngay ở đây thôi, nhưng mà anh đã sao mà chưa. Trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngỏ tình buông rừng hay hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Anh hơi trong ngày tối già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này thương cùng mà giờ lòng cay cay cay. Anh giận ông trời ban cho anh nhan sắc làm chi, để rồi kiếp hồng nhan bạc phận. Em đành lòng cất bước mà đi, chết ai bây giờ đây, chắc là anh chết hết. Còn đâu những chiều mưa còn cắm sông mà bắt hết. Thôi em đừng khóc lóc, anh nghe mà mắc mệt. Đầu tư bao lâu nay bây giờ anh mất hết. Lúc anh giận thì em dãy đành đạch, anh nói gì em cũng nghe răm rắp. Em bảo anh là người cuối cùng trong đời, mà trời đất ơi cuối cùng trong danh sách. Anh không biết nhậu nhẹt thì bà em chê anh yếu, không ngờ vì lý do mà anh mất người anh yêu. Đêm anh giờ đóng đá cơm nước hôm qua, nhân lúc say xỉn mà em chấp nhận không
địa điểm rõ ràng. Trời ơi đau thấu tim gan, đã mất người yêu còn tốn mấy trăm ngàn. Nhưng anh sẽ đến trên vai vắt làng hoa. Em hãy cắn sống đó mà quên đi chuyện đã qua. Xin gửi em lời chúc mừng đến một để góp vui và hey. Vâng, sau đây là bài hát nó mang đến vợ người ta. Nhảy nhót ghê lên nhờ. Vợ người ta. Đây là hành đám cưới em với người ta. Anh bước vô như đại gia, cầm tiếng lé xong anh dại ra. Buồn thay là lá là lá. Đến pha đám cưới à? Yeah, các bạn ơi, một tràng vỗ tay thật to cho Color. Một lần nữa hãy nhìn những gương mặt rất là sáng sân khấu này. Weezer và Color đều là cách đáp trả những cô gái mà đã phụ tình mình. Mà hai người đi hai cái cách khác nhau rất là thú vị. Ai sẽ là người nhận xét đầu tiên đi ạ? Hai bạn anh thấy chọn những cái phương án, những cái nước đi rất là an toàn, nhưng mà anh cảm thấy không an toàn chút nào. Đơn giản nhưng anh cảm thấy không đơn giản chút nào. Đấy là anh lời khen hay là chê? Em đang cả khen cả chê, nhưng em bắt đầu đi vào vấn đề chính đây. Là bọn em đã chọn cho mình những cái flow rất là đơn giản, nhưng mà ý anh nói không đơn giản ở chỗ nào, bọn em biết kết hợp những cái flow đó vào với nhau sao cho nó hợp lý. Anh thấy là cái phần thể hiện của hai bọn em đều tương đồng, mọi người sử dụng những động tác di chuyển sân khấu rất hợp lý. Nhưng có điều, bây giờ một nửa verse đầu của em, anh cảm thấy mọi thứ đang đi đúng theo hướng như em muốn, đó là từ những cái flow đơn giản kết hợp với nhau tạo đột biến. Nhưng mà cho đến nửa sau, anh cảm thấy một số chỗ nó không hợp lý khi vẫn tiếp tục đi theo cái lối mòn đó và không biến đổi. Nhưng mà bù lại, em có phần thể hiện sân khấu, những động tác của em, thần thái của em và những cái thể hiện đó anh cảm thấy rất là thông minh. Đẹp trai nữa. Đẹp trai. Còn anh Đạt Maniac thì sao ạ? Em muốn nhận xét Color trước. Rất là dí dỏm từ những dòng trước. Giống như là bạn đi từ cửa nhà người yêu, xong mà vô nhà người yêu, vô đến nhà người yêu, bây giờ đi đám cưới. Rất là hay, đúng như cái tên của bạn. Nó rất là có màu sắc. Khi mà bạn liên tục thay đổi cái phong cách trình diễn trên sân khấu như vậy, mình tưởng là đã bạn sẽ cố định ở trên đây hết rồi. Nhưng mà không, bạn dừng một cái bạn xuống đây. Xuống đây xong rồi, bạn còn quậy một chập nữa, thay đổi thêm một phong cách nữa. Nó rất là hay khi mà bạn tìm cái cách để mà bạn trình diễn như vậy. Dạ, em cảm ơn anh Đạt ạ. Yeah. Thật sự là như anh LK nói, không đơn giản chút nào đâu. Cả hai phần trình diễn của hai bạn không đơn giản chút nào. Và Weeza, cái phần trình diễn của em, cái đoạn sâu nó giống như là một dàn hợp ca. Nếu như em tiếp tục, em muốn có một dàn hợp ca vậy á, em hãy bưng hẳn một dàn hợp ca lên đây chơi luôn. Cái dàn trân trọng giới thiệu em, dàn hợp ca đấy là From To Me đúng không? Me giúp em đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Yeah, hay. Giống như là cái tên Visa phù thủy của bạn. Rất là hay, hai bạn đã cống hiến một phần trình diễn cho nhau tuyệt vời. Em cảm thấy hay rất nhiều. Ekip của chúng ta đang phải chạy đua với thời gian để thực hiện cái chương trình này. Nếu như là những cái chương trình thi hát khác thì họ chỉ cần lựa chọn bài hát và tập hát và ghép nhạc. Nhưng bọn em thì lại khó hơn rất là nhiều. Bọn em lại còn phải thêm một công đoạn nữa, mà công đoạn này lại là công đoạn mà quyết định nhất, đấy là sáng tạo ra một cái bài rap mới. Thì anh nghĩ rằng là anh sẽ có một lời dành cái sự trân trọng nhất đến tất cả các thí sinh, không phải riêng gì hai người tụi em. Chúng ta đã làm việc rất là vất vả để có thể cống hiến được một cái mùa đầu tiên của King of Rap rất là nhiều màu sắc. Như ở các chương trình khác ấy, thì có thể top 40 sẽ ở đâu đó sẽ chỉ còn độ khoảng 5 đến 7 bạn là những cái người đinh nhất thôi. Nhưng ở đây anh thấy top 40 ở đây các em hoàn toàn có thể đi ra ngoài kia, ra những cái sân khấu kia để em trình diễn những cái bài rap của mình, và các cái chặng đường tương lai của bọn em rất là tươi sáng. Hy vọng rằng là những cái điều may mắn sẽ đến với các em. Thực ra thì các bạn đã rất là tỏa sáng rồi. King of Rap chỉ góp sức để cho có nhiều khán giả hơn nữa biết đến rap, biết đến những gương mặt như của King of Rap ngày hôm nay. Chất lượng đến đâu thì chúng tôi không dám tự khen những thí sinh của mình, nhưng chúng tôi biết là các bạn ấy làm với 100% chân thành. Vì thế nên là rất là mong khán giả sẽ đồng cảm với các thí sinh của King of Rap. Và bây giờ sẽ là phần kết quả. Hy vọng là các anh không quên đưa ra những phần cho điểm chính xác nhất để cho các thí sinh của chúng tôi cảm thấy hài lòng với kết quả đến từ ban giám khảo của King of Rap.
bạn Wizard, đầu tiên là em cảm thấy khá là thiếu tự tin về bạn ý. Tuy nhiên thì bây giờ bạn ý lại làm được tốt. Bạn Color thì em lại đánh giá rất là cao và khá là run khi mà Wizard đấu với bạn ý. Nhưng mà ở vòng này thì em thấy Color vẫn vậy, nó không bứt lên hẳn. Cho nên em nghĩ 5 đều. Anh cũng chúc Wizard may mắn. Và tôi thực sự là cũng muốn xỉu luôn với tất cả những phần tôi phải công bố kết quả. Bởi vì tôi không muốn chia tay một rapper nào đến với King of Rap cả. Với chúng tôi thì các bạn thực sự là những người nghệ sĩ, chứ không phải là những thí sinh lên sàn thi đấu. Điểm số của chúng ta trong phần thi đấu này một lần nữa lại không chênh lệch nhiều. Và tôi biết đó là cái kết quả rất là khó khăn được đưa ra từ ban giám khảo. 7.8 và 7.9 điểm dành cho hai thí sinh Wizard và Color. Ai là người nhỉnh hơn, dù chỉ một chút thôi, cũng đã đủ để người ấy có thêm một tấm vé để đi tiếp. Và đặc biệt là sở hữu 40 triệu đồng, tương ứng với 40 lượt like đã được cược điểm từ vòng trước. Đó là ai đây? Chúng ta sẽ phải chia tay với chàng rapper đến từ Hà Nội, Wizard. Và chiến thắng này thuộc về Color, xin chúc mừng! Các vị mentor ạ, có thể chia sẻ về cảm xúc của các thí sinh của chúng tôi ngay lúc này được không ạ? Chúc mừng em. Good job em. Mày đẹp trai thế. Eo đẻ được con đẹp trai này thích nhỉ?